Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 29 tháng 11 năm 2024. Ngay sau đây chương trình xin được bắt đầu với phần tin tức trong tỉnh đáng chú ý. Sáng 28 tháng 11, dưới sự chủ trì của đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh tổ chức cuộc họp lần thứ 14 cho ý kiến đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi chỉ đạo của Ban chỉ đạo và một số nội dung quan trọng khác. Hiện nay, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đang theo dõi 5 vụ án, 1 vụ việc. Tại cuộc họp, các đại biểu đã báo cáo tiến độ thảo luận cho ý kiến xử lý đối với 3 vụ án, 1 vụ việc, 2 vụ án còn lại đang trong quá trình điều tra. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Triệu Đình Lê ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã dần đi vào nền nếp, kết quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ dư luận xã hội. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm công bằng, nghiêm minh và đúng quy định pháp luật. Các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, bám sát địa bàn, cơ quan đơn vị được giao phụ trách, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với Thường trực Ban chỉ đạo. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đảng, nhà nước. Ngày 27 tháng 11, đoàn công tác của huyện ủy Bảo Lâm kiểm tra tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại xã Thạch Lâm. Đảng ủy xã đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội 10 tháng năm 2024, như tổng sản lượng lương thực đạt 101,1% kế hoạch, trồng rừng đạt 125,1% kế hoạch, thu ngân sách đạt 95,7% kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, tình hình giám sát dịch bệnh bạch hầu. Lãnh đạo huyện đề nghị xã cần tăng cường kiểm soát tình hình dịch bệnh bạch hầu, đảm bảo về vaccine, thuốc kháng sinh, điều trị dự phòng, huyết thanh kháng độc tố hóa chất để triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch. Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng cấp cơ sở. Chiều ngày 27 tháng 11, huyện Quảng Hòa tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa ba lực lượng, công an, quân sự, biên phòng, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ tháng 11 năm 2024. Trong tháng 11 năm 2024, trên địa bàn huyện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, hợp tác giữa các huyện biên giới hai nước tiếp tục được thúc đẩy. Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng duy trì thực hiện chế độ giao ban định kỳ, tuyên truyền trên cho hơn 4.000 lượt người về các nội dung bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp trao đổi được 25 tin, phát hiện bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 0,451 gram heroin. Tháng 12, các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý địa bàn, mở cao điểm tấn công trấn áp với các loại tội phạm vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trước dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, triển khai công tác khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện cho công dân nhập ngũ năm 2025, đảm bảo chỉ tiêu giao. Ngày 27 tháng 11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội thi tuyên truyền hướng nghiệp tuyển sinh quân sự năm 2025. Tham dự hội thi có 30 thí sinh là sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp của 10 đội thi đến từ các ban chỉ huy quân sự huyện, thành phố. Các thí sinh trải qua các phần thi gồm đề cương tuyên truyền, hiểu biết kiến thức nghiệp vụ công tác tuyển sinh quân sự, các quy định của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về công tác tuyển sinh, lịch sử truyền thống của dân tộc, quân đội, đơn vị, chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với cán bộ, học viên và thân nhân.
thuyết trình nội dung theo đề cương tuyên truyền, biên soạn bài thi thuyết trình, xử lý tình huống, giải đáp những vấn đề học sinh quan tâm về sức khỏe, thủ tục hồ sơ sơ tuyển, chuyên ngành đào tạo tại các nhà trường quân đội. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Bảo Lạc, giải nhì cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Quảng Hòa, giải ba cho Ban Chỉ huy quân sự thành phố và Ban Chỉ huy quân sự huyện Hà Quảng, trao một giải nhất, một giải nhì, ba giải ba cho các cá nhân. Thưa quý vị khán giả, những năm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tích cực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, triển khai kế hoạch thực hiện nhiều mô hình và hỗ trợ các cơ sở sản xuất, hộ gia đình xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Đây là tiêu chuẩn quốc gia áp dụng đối với nông sản hiện đang được địa phương chú trọng thực hiện đối với các cây trồng đặc sản đặc hữu. Đây là buổi làm việc của đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kiểm tra điều kiện quy trình sản xuất của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Từ đó đoàn tư vấn hướng dẫn về thủ tục hồ sơ công nhận Việt Gáp. Việc kiểm tra, giám sát giúp giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục. Đồng thời, đoàn có những hướng dẫn các hợp tác xã, hộ kinh doanh sản xuất tuân thủ quy trình trồng, chăm sóc vật nuôi, cây trồng theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp, gắn với bảo vệ môi trường và truy xuất nguồn gốc. Đoàn đã đi thực tế tại vườn trồng dưa của anh Đàm Văn Truyền, xóm Đoàn Kết, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An. Đến nay đã 3 năm anh Truyền phát triển mô hình trồng dưa trong nhà màng, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt hiện đại so với trồng dưa theo cách truyền thống. Việc trồng dưa theo công nghệ mới này đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Việc xây dựng nhà màng sẽ giúp hạn chế sự tác động bất lợi của thời tiết và tạo nhiệt độ ổn định, giúp cho cây trồng phát triển tốt. Gia đình anh trồng dưa theo tiêu chuẩn sạch, an toàn, vì thế hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng phân hữu cơ sinh học. Thời điểm này, anh Truyền đã thu hoạch vụ dưa đầu tiên. Năm nay anh trồng hơn 7.000 cây dưa hoàng hậu, dưa lưới và dưa lưới vỏ xanh. Hiện tại đang tiến hành xử lý đất, vệ sinh nhà lưới, gieo một số cây trồng để cho vụ tiếp theo, phấn đấu trồng được 3 vụ dưa trong năm nay. Để có được một vụ mùa ổn định, anh đã áp dụng theo đúng các quy trình từ gieo trồng, cố định cây đến giai đoạn ra hoa, tiến hành thụ phấn thủ công cho dưa. Toàn bộ quá trình trồng, chăm sóc cho đến khi thu hoạch kéo dài từ 75 đến 80 ngày. Riêng vụ dưa đầu tiên gia đình anh thu hoạch từ 2,5 đến 3 tấn, với giá bán trung bình từ khoảng 35 đến 40 nghìn đồng trên 1 kg. Trừ chi phí đem lại thu nhập trên 100 triệu đồng. Sau khi được tập huấn về các quy trình chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp, anh Truyền đã hoàn toàn sử dụng phân bón hữu cơ tự ủ bằng cách hòa lẫn phân đã ủ vào hệ thống tự động để tưới cho cây dưa, giúp tiết kiệm phần nào công sức chăm sóc. Theo anh Truyền, dưa lưới là cây trồng cho năng suất cao hơn các loại dưa khác, dễ trồng, ít sâu bệnh, không tốn nhiều công lao động, hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trồng ngô, lúa và rau màu theo hướng truyền thống. Anh Truyền hy vọng sản phẩm của mình đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, góp phần đưa sản phẩm hữu cơ của địa phương vươn xa. Về tuân thủ quy trình thì bên vườn thì cây giống là phù hợp thổ nhưỡng, đất trên cao bằng khí hậu. Và quy trình canh tác thì không dùng thuốc bảo vệ thực vật. Sản phẩm chứng nhận Việt Gáp này, hôm nay gia đình muốn khách hàng đón nhận. Cũng mong muốn là để khách hàng biết đến nhà vườn nhiều hơn. Sau này gia đình nhận được chứng nhận Việt Gáp, gia đình muốn đưa mặt hàng đến người tiêu dùng sạch và một khách hàng đón nhận nhiều hơn nữa. Hiện nay trên địa bàn huyện Hòa An có nhiều mô hình đã khẳng định được hướng phát triển bền vững, cho hiệu quả kinh tế cao. Để mở rộng diện tích, sản phẩm đạt chất lượng và đáp ứng xuất khẩu, sản xuất cây ăn quả theo quy trình Việt Gáp được coi là giải pháp quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện kế hoạch chứng nhận Việt Gáp cây ăn quả, Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Tung đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tích cực phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, rà soát, kiểm tra, lựa chọn các vùng trồng cây ăn quả đủ điều kiện để tổ chức chứng nhận, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nông dân về kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đến nay, nhiều diện tích cây ăn quả như mô hình trồng dưa công nghệ cao được sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Gáp cho năng suất hiệu quả kinh tế cao. À,
phải nói là chỗ xã Hoàng Tung thì là cái phong trào phát triển về chăn nuôi và trồng trọt thì được bà con rất là đầu tư vào và có cái sự đầu tư để cho cái công tác là chăn nuôi trồng trọt để phát triển kinh tế gia đình. Thì ở đây thì dự như Hoàng Tung thì cũng có 2 hộ là có đầu tư, dám nghĩ và dám làm. Đầu tư là làm nhà lưới để trồng các loại dưa. Đấy. Cũng như là dưa lê, rồi dưa lưới, các loại dưa chuột và các loại rau màu. Thì 2 hộ này phải nói là khi mà họ có cái sự đầu tư thì là Ủy ban nhân dân xã thì cũng đã phối hợp với lại các tổ chức đoàn thể có cái đã đến và làm cái công tác tuyên truyền và vận động là hộ gia đình để mà đầu tư để làm cái nhà lưới đầu tư vào trồng trọt các loại là rau màu có cái hiệu quả. Thế thì khi mà thấy cái gia đình có đầu tư và làm theo cái quy trình mà được đảm bảo theo cái quy trình như là hữu cơ hoặc là Việt Gáp thì là xã cũng đã tuyên truyền vận động gia đình để làm theo cái quy trình của Việt Gáp và đã hướng dẫn cho hộ gia đình để hộ gia đình là làm theo quy trình và cũng đã có cái báo cáo về phòng nông nghiệp huyện và sở nông nghiệp để có kế hoạch về hướng dẫn cho hộ gia đình là tham gia theo cái sản xuất các cái sản phẩm nông sản của hộ gia đình theo cái quy trình Việt Gáp. Thì đối với Ủy ban nhân dân xã thì đánh giá là cái sản phẩm mà hộ gia đình của anh Truyền khi sản xuất ra thì là cũng rất là đảm bảo theo cái quy trình mà quy trình Việt Gáp. Thế nhưng mà còn để đánh giá đạt hay không đạt thì do các cơ quan thẩm quyền đánh giá là chất lượng đạt hay không. Còn đối với Ủy ban nhân xã thì là đánh giá là hộ gia đình này phải nói là dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư và thực hiện theo đúng cái quy trình đã được hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Còn tại hợp tác xã Lương Can, huyện Hà Quảng đang phát triển mô hình nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đây là hướng chăn nuôi mà các thành viên trong tổ đã xác định từ ngày đầu dựng trang trại. Bởi mục tiêu của họ là tạo ra sản phẩm chất lượng, có sức cạnh tranh trên thị trường. Và cũng nhờ phương pháp chăn nuôi này mà những năm gần đây, sản phẩm thịt lợn của hợp tác xã được nhiều người tin tưởng, lựa chọn và nhận được sự phản hồi tích cực. Để sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, hợp tác xã này luôn tuân thủ các nguyên tắc như an toàn thực phẩm, không gây nguy hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, an toàn sinh học và môi trường, ngăn ngừa, hạn chế sự lây nhiễm của các tác nhân sinh học từ chăn nuôi, gây hại đến con người, gia súc, hệ sinh thái và môi trường xung quanh, an toàn lao động cho người sản xuất, chăn nuôi, và an tâm truy xuất được nguồn gốc sản phẩm. Tuân thủ quy trình chăn nuôi đã được tư vấn từ trước đó, thì lần đánh giá thực tế này của chuyên gia sẽ là điều kiện để hợp tác xã công bố đạt tiêu chuẩn Việt Gáp trong thời gian tới. Đây là tiêu chuẩn đúng với mục tiêu sản xuất và mong mỏi của các thành viên. Qua các đợt giám sát thẩm định sản phẩm, các chuyên gia nhận thấy Cao Bằng có tiềm năng về phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa và các sản phẩm thế mạnh như lê, mận, cây rong giềng, lúa nếp, hạt dẻ, lợn đen và các loại cây ăn quả như dưa lưới, dưa chuột, cam, quýt, hồi, thạch đen, bí xanh, rau màu. Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp của tỉnh chưa bị sức ép của việc luân canh tăng vụ, hạn chế được việc sâu bệnh gây hại, chưa bị ô nhiễm chất thải, nguồn nước, đất canh tác, không khí từ hoạt động sản xuất công nghiệp. Tất cả những yếu tố đó đã tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp sạch của tỉnh, với nhiều loại nông sản đặc thù, chất lượng cao, đáp ứng xu hướng của người tiêu dùng trên thị trường.
năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Bằng sẽ thực hiện chứng nhận chất lượng sản phẩm, hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc cho 19 sản phẩm của 34 cơ sở sản xuất với tổng diện tích trồng gần 20 hectare. Qua công tác kiểm tra, giám sát sẽ cấp chứng nhận Việt Gáp cho cơ sở sản xuất trồng trọt và chăn nuôi tại các huyện Hòa An, Nguyên Bình, Hà Quảng, Bảo Lạc và Bảo Lâm. Điều này cho thấy người dân đã nhận thấy việc đánh giá tiêu chuẩn cơ sở nông nghiệp và các chuyên gia nhằm mang đến những lợi ích cho việc sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm của nông sản trong tỉnh. Thì mình sẽ trả lời về cái lợi ích của Việt Gáp thì là sẽ là nó khẳng định được cái thương hiệu của nông sản Việt Nam. Thứ hai là qua những cái quá trình là kiểm soát về cái vấn các khâu trong sản xuất thì sẽ tạo ra được cái sản phẩm nó chất lượng cao và ổn định. Thứ ba là liên quan đến cái chẳng hạn như là sẽ xây dựng ở người sản xuất thì sẽ xây dựng được cái thương hiệu và tạo ra cái thị trường ổn định, sản phẩm tiêu thụ sản phẩm là ổn định. Việt Gáp là các quy trình về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Tiêu chuẩn này bao hàm các quy định về thực hiện sản xuất nông nghiệp, cụ thể là trình tự, nguyên tắc, thủ tục để hướng dẫn các cá nhân, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế đảm bảo tính an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, sức khỏe của người dân, người sản xuất, bảo vệ môi trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Để Việt Gáp không chỉ dừng lại ở các mô hình mà còn trở thành một hướng đi tất yếu, bền vững của nền nông nghiệp sạch. Bên cạnh những cơ chế, chính sách mang tính chất động lực của các cấp chính quyền, những chủ thể sản xuất cần chủ động nghiên cứu, thay đổi tư duy, cập nhật kiến thức, trình độ sản xuất nông nghiệp theo các tiêu chuẩn mới để thích ứng với nhu cầu tiêu dùng và thị trường. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu đưa tiền ra và hút tiền về nhịp nhàng, đồng bộ, hợp lý, không giật cục tạo áp lực thanh toán cho hệ thống ngân hàng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành công điện gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tăng cường các giải pháp điều hành tín dụng năm 2024. Trong công điện, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3, thiên tai, lũ lụt gây ra ở nhiều địa phương. Việc tiếp cận tín dụng còn khó khăn, nợ xấu của ngân hàng tăng. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, việc thay đổi và điều hành chính sách tài chính, tiền tệ của các nền kinh tế lớn để phân tích, có phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa, mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 11 tại Hải Phòng, Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia 2024, gọi tắt là TechFest Việt Nam 2024. TechFest không chỉ là một sự kiện mà còn là nền tảng quan trọng để thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam. Qua 9 lần tổ chức, chương trình đã góp phần tăng cường nhận thức xã hội về khởi nghiệp sáng tạo, gắn kết sự chung tay hỗ trợ cho startup từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng cộng đồng khởi nghiệp năng động, kết nối mạng lưới, góp phần hình thành văn hóa khởi nghiệp sáng tạo. TechFest cũng tạo ra một sân chơi lớn cho các startup thông qua hoạt động trình diễn, kết nối đầu tư, kết nối khách hàng và học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp dẫn dắt. Nhiều nhà doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đã trưởng thành từ cái nôi TechFest. Hà Nội sẽ chỉ đạo quyết liệt, sâu sắc, toàn diện, tổ chức kỳ thi năm 2025 theo hướng giảm áp lực, giảm chi phí, ít tốn kém cho thí sinh, gia đình và xã hội. Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được trong công tác tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh hàng năm, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, trung thực, an toàn, đồng thời chủ động, tích cực chuẩn bị kỹ các điều kiện cần thiết để đảm bảo nâng cao chất lượng dạy, học và tổ chức tốt các kỳ thi tuyển sinh năm 2025. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm. Theo đó, các sở ban ngành thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, toàn diện tổ chức kỳ thi theo hướng giảm áp lực, giảm chi phí, ít tốn kém cho thí sinh, gia đình và xã hội. Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện,
công tác thông tin, truyền thông phải chủ động, kịp thời, đầy đủ, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, xử lý linh hoạt, hiệu quả những vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư 38. Điểm mới của thông tư này là quy định rõ về tốc độ lái xe đối với từng loại đường. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 38/2024 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Việc ban hành thông tư này nhằm triển khai luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Điểm mới trong thông tư này là việc Bộ Giao thông Vận tải quy định rõ về tốc độ thiết kế của từng loại đường. Với đường bộ cao tốc, phương tiện được chạy tốc độ tối đa là 120 km/h, thấp nhất là 60 km/h. Trường hợp đường bộ cao tốc có thiết kế tốc độ tối đa 60 km/h, tốc độ tối thiểu được thực hiện theo phương án tổ chức giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải vẫn giữ nguyên quy định tốc độ tối đa của phương tiện lưu thông trong khu vực đông dân cư, cao nhất là 60 km/h, thấp nhất là 50 km/h. Còn phương tiện lưu thông ngoài khu vực đông dân cư được chạy với vận tốc tối đa 90 km/h, thấp nhất là 50 km/h tùy từng loại đường. Chuyển sang một con số hôm nay, đã có hơn 100 trường hợp nhập viện điều trị nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở thành phố Vũng Tàu. Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm ở thành phố Vũng Tàu sau khi ăn bánh mì, lực lượng chức năng bước đầu xác định có hơn 100 trường hợp nhập viện, điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu và Trung tâm Y tế Việt Xô Vê Chô. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào quá nặng hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra có thể một số trường hợp đến phòng khám tư để điều trị, hoặc triệu chứng ngộ độc nhẹ đã tự theo dõi tại nhà. Nhiều người nhập viện cho biết đã sử dụng bánh mì của một cửa hàng. Qua xác minh thực tế tại tiệm bánh mì, cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ cần thiết, bao gồm giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy xác nhận đủ sức khỏe và danh tính xác nhận đã tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên, cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm và nguyên liệu. Hiện chủ cửa hàng và những người có liên quan đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra ngộ độc. Kiểm soát cân nặng bằng phương pháp khoa học để giúp bạn có cơ thể khỏe mạnh. Sau đây, mục Sức khỏe thưởng thức sẽ giới thiệu đến bạn 8 cách giảm cân không lo đuối sức. Ăn chậm giúp dạ dày và não cảm thấy no cùng một lúc, khiến lượng calo nạp vào của bạn ít có khả năng vượt quá tiêu chuẩn. Không cần phải cố tình đếm từng ngụm cơm và nhai 20 đến 30 lần trong miệng, mà chỉ cần nhai thức ăn cho đến khi nhuyễn và nuốt một cách tự nhiên. Ăn nhanh quá có liên quan đến béo phì, đặc biệt là béo bụng và nội tạng. Người lớn nên dành khoảng 20 phút để ăn mỗi bữa. Thay đổi thứ tự thức ăn, ăn rau đầu tiên, sau đó là thịt và cuối cùng là thực phẩm khác. Bằng cách này, thức ăn ít năng lượng sẽ tạo cảm giác no, khiến bạn giảm được lượng thức ăn tiếp theo. Đặt thời gian cố định cho 3 bữa ăn giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh. Thông thường nên kết thúc bữa sáng trong khoảng từ 7 đến 8 giờ và bữa tối từ 18 đến 20 giờ theo giờ làm việc. Cố gắng tránh ăn sau 21 giờ. Ăn no từ 70 đến 80% trong mỗi bữa. Vì béo phì cũng xuất phát từ việc ăn no quá, cố ăn nhiều hơn vài miếng mỗi bữa. Học cách sử dụng thực phẩm thay thế như ngũ cốc tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt, ngũ cốc xoài nhuyễn, khoai tây, đồng thời ăn nhiều khoai mỡ, quinoa, kê, đậu đỏ và khoai lang. Uống nước lọc thay vì đồ uống có đường để tránh tăng cân. Ngoài ra, bạn có thể áp dụng phương pháp chế biến ít dầu mỡ, ít dầu, ít đường như hấp hay luộc. Sử dụng dụng cụ ăn nhỏ hơn, bạn có thể định lượng số lượng thức ăn tiêu thụ và tự nhắc nhở bản thân không ăn quá nhiều.
Quý vị khán giả thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Cao Bằng Ngày Mới hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.